Xin chào các cô, các chú, các anh chị quay trở lại kênh YouTube Lương Hà Lội Bay. Thật là rất là khá là hồi hộp đợi chờ từng ngày con lô xe này nó về. Đây là mẫu xe đạp gấp 3 khúc thuộc dòng Proton Silo thương hiệu Room. Cái dòng xe đạp gấp 3 khúc thì hiện nay trên thế giới rất là nhiều anh chị đã từng xài qua cái thương hiệu Proton rồi. Thì biết cái xe đạp gấp đấy là một trong những mẫu xe đạp gần như đắt nhất. Khi thằng Proton nó ra đời thì là thành công, thì rất nhiều hãng sản xuất và cũng dựa theo cái thiết kế của thằng Proton. Thì hiện nay cái mẫu con Room này là một trong những mẫu mà sản xuất theo cái model, cái silo của cái thằng Proton. Mình thấy tại thị trường hiện nay là nó là ngon ngon nhất và đẹp nhất và giá khá là hợp lý. Con này thì nếu mà so sánh bản chất đối với mình nhá, mình so sánh với dòng Proton mà bây giờ Proton dòng rẻ nhất là dòng A-Line của nó bây giờ giá như đâu đó tầm 37 triệu. Thì không có cửa để so với con này luôn, nói thẳng luôn là không có cửa, là về độ chi tiết, độ sắc sảo và các cái linh kiện gắn trên xe chưa chắc đó không thể hơn được, nói thẳng luôn. Con này nó phải tương đương với cái con dòng Proton là dòng C-Line là nó bán bao nhiêu, hơn 60 triệu thì quá đắt đối với chúng ta rồi, không phải ai cũng có thể tiếp cận được cái dòng Proton tầm hơn 60 triệu, nó quá đắt với một con xe đạp gấp. Thì đây là cái mẫu xe đạp có thể cho chúng ta một cái sự lựa chọn mà có thể thay thế cho nó được. Em sẽ mở ra cho anh chị xem, các anh chị xem này. Đó, nó gấp này. Về kiểu dáng thiết kế thì y hệt cái dòng C-Line rồi, không phải nói nữa. Về thiết kế y hệt C-Line. Thì các cái cách gấp hay mở gấp của nó rất là ngon, rất là xịn luôn. Đấy, mở rất là dễ, đơn giản. Các anh em mình sẽ quay chi tiết cho các anh chị xem nhé. Con này khi gấp mà cái phần chốt khóa bánh này nó giữ để xe không bung ra, cái phần chốt rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn các anh chị ạ. À, đấy là một này, mình không toàn bộ là nhôm CNC, rất là đẹp luôn, rất là chắc chắn này. Các anh chị thấy không, nhôm CNC, dòng nhôm này là nó sẽ sơn tĩnh điện, tĩnh điện cho chúng ta có nhiều phiên bản, tĩnh điện màu vàng hoặc là tĩnh điện màu bạc. Thì đây là cái sự phối màu của bên hãng, nó sẽ phối vàng và đôi khi chúng ta thích có thể OEM. Các anh chị mà thích phối theo tông khác với tông màu bạc hoặc là cái này màu đỏ thì chúng ta có thể liên hệ. Mình sẽ làm cho các bạn theo các cái phân phúc màu. Hiện nay con này đang phối bạc, tí nữa mình sẽ quay sang con màu phối đỏ, màu bạc cho mọi người. Các cái lúm vặn này, các cái khóa này, nó bằng nhôm CNC rất là đẹp, rất là chắc chắn mà nhìn nó rất là điệu, mọi người thấy không? Rất là điệu, con này vạ vàng, nhìn như vàng 18K, nhìn rất là đẹp luôn. Các cái chi tiết nhỏ chẳng hạn như cái phần chạy dây này, nó cũng bằng lúm vặn, các đấy đều bằng nhôm hết và chạy dây nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, chạy dây nhá. Đặc biệt con này thì là cái dòng bê đan, mỗi một hộp của nó sẽ tặng cho chúng ta đây, một bộ bê đan cũng khá là ngon xịn sò. Đôi bê đan và các cái đồ để lắp không nói nhá. Bê đan này thì nó lại có một bên tháo lắp nhanh này để có thể chúng ta tháo ra rất là tiện luôn đấy các bạn. Khi lắp vào nhá, bê đan bạc đạn rồi, không thích chúng ta rút ra, rất là đơn giản. Dòng bê đan này thì các anh chị đi mua thì không có rẻ, tầm vài trăm ngàn rồi. Đấy, bê đan rất là tiện luôn. Cọc yên cũng thế, các cái chi tiết như cái bánh răng này, cái bánh để dẫn xe để dắt ở dưới đấy, giống hệt, giống như chất lượng, đúng chất lượng cao của mấy cái dòng Proton luôn. Các cái núm này, các cái khóa cọc yên này đều bằng nhôm CNC này. Đấy, kể cả lúm khóa này nó cũng bằng nhôm nhá, nó không như là dòng của Proton bằng nhựa trông nhìn nó không đẹp bằng. Đấy, phanh này, hệ thống phanh của nó nhôm CNC rất là đẹp. Đây này, củ đề nhá, dòng củ đề này nó cũng bằng nhôm CNC các anh chị thấy không, và mạ vàng luôn. Các anh chị nào thích màu vàng lòe loẹt thì quá là tuyệt vời luôn. Cái dòng này nó sử dụng 7 tầng lip nhá mọi người nhá, 7 cấp lip. Mấy cái dòng Proton mà C-Line, A-Line mới có 3 cấp mà nó là số trong. Và C-Line là mới có 6 cấp thì con này lên hẳn 7 cấp mà lại là số ngoài nhá. Cái dòng Meyer đùm số ngoài nó sẽ bền hơn và nó sẽ rất dễ sửa chữa khi có trục trặc vấn đề gì. Còn dùng mà số trong thì khi mà có vấn đề hỏng hóc cực kỳ khó sửa chữa các anh chị, khi đó lại phải mua nâng cấp lên. Cái dòng bánh đề này, con này nó hay ở chỗ cái củ đề đời mới này, nó có hay ở chỗ này, nó có thể dịch trái dịch phải, là khi mà chúng ta lên tầng nếp này, em sẽ triển cho mọi người xem này. Đấy, thì là khi mà mình chuyển số thì là cái bánh đề là cái bánh răng đề, mọi người thấy không, nó sẽ dịch ra dịch và theo cái để cho nó luôn luôn thẳng xích, không có sợ chéo xích nữa. Đấy, rất là hay chống tuột xích khi chúng ta sử dụng các cầm cấp khác nhau. Mà đặc biệt cặp bánh này cúi lỗ khá là giòn giã, các anh chị thấy không, rất trớn mà lại lỗ rất là to luôn, rất là thích luôn. Toàn bộ cái hệ này chắn bùn khá là cứng luôn, bằng nhựa cứng mà nó
đỡ bằng cái mấy cái đỡ này lên cái bánh xe, nó để đây nó có thể tối giản, chúng ta không cần dùng đến ba ga nữa. Như một số dòng như bây giờ cũng kiểu Brompton Liter Pro hay 360 hoặc là rất là nhiều hãng sản xuất nó có thêm một cái ba ga ở đây nữa, nó sẽ không đẹp bằng, bởi vì bản chất ba ga này cũng không chở được đồ, nó cũng không chở đồ, khi mà chúng ta lấp gấp lên là nó không chở được đồ. Mà để như này nó sẽ tối giản đơn giản hóa, làm cho xe nó nhẹ hơn, nó rất là đẹp luôn. Những cái hệ số tay bấm con này là sử dụng hệ tay bấm là của Eltru, Eltru hệ này là A77 cấp nhá, tay phanh cũng rất là đẹp luôn, rất là xịn sò. Nói chung là tay lắm thì là của Oreji rồi, dòng tay lắm này khá là êm, đặc biệt là con yên này, con yên này này mọi người, của hãng Room, cọc yên này của Room rất là đẹp luôn. Mọi người nhìn thấy cái cọc yên này, nó làm rất là điệu luôn, phù hợp với tất cả cái mọi chiều cao chúng ta đi đều có thể được. Và đặc biệt là bây giờ các anh chị mà hay đi di chuyển bằng tàu điện ngầm ấy, chúng ta có thể dễ dàng gấp lại, rất là gọn luôn. Em sẽ gấp lại cho mọi người xem các cái thao tác gấp, nó nhanh dã ma luôn. Đấy, rất là nhanh, dòng này nó là thông minh như thế, rất là nhanh. Chúng ta gấp như này chúng ta có thể đẩy đi được, hoặc chúng ta muốn gọn nữa chúng ta có thể gấp tiếp, mở hai cái chốt ở hai bên này ra và chúng ta sẽ gấp nó lại. Đấy, rất là tiện luôn nhé. Đấy, sấp nó vào và chúng ta hạ cái yên xuống, hạ yên xuống và chúng ta sẽ chốt lại, có thể xách đi được. Đấy, anh chị thấy không, con này thì khi hạ yên xuống này các anh chị ơi, thì là nó sẽ không, nó sẽ có cái chỗ trống ở đây để nó bảo vệ ở cái cọc yên này, là cho không bung cái xe lên. Đấy, chúng ta muốn tháo cái xe này ra thì đương nhiên chúng ta phải mở cọc yên trước để cho yên nó lên cao đã. Đấy, yên lên cao rồi thì chúng ta mới nhấc được cái đầu này lên, bởi vì khi đấy nó sẽ hệ thống nó khóa. Nếu hạ cọc yên xuống nó sẽ khóa cái xe. Đấy, chỉ cần mở này rất là đơn giản đấy anh chị thấy không? Rất là nhanh luôn, rất tiện luôn đấy. Phải nói là nó thiết kế rất là thông minh, rất là đẹp. Đấy, nếu mà chúng ta không hạ cọc yên xuống thì khi chúng ta nhấc lên nó lại vẫn bung ra. Đấy, chúng ta sẽ hạ cậu yên xuống như là một hiện là thao tác là khóa của nó lại là không thể bung được. Đấy, chúng ta xách cậu gì cũng không thể bung được. Đây là cái con màu tím đổi màu. Đấy, đây là một cái phiên bản khác là phiên bản màu đen. Đây là một cái phiên bản màu đen thì nó sẽ phối theo một cái tông khác. Đây, chúng ta sẽ phải mở cái chốt ở ghi đông, nó sẽ là cái chốt ở đây là gắn vào đây nhá. Thì chúng ta mở ra trước thì chúng ta có thể vặn, mở tới đâu các anh chị có thể vặn và xoay là rất là đơn giản. Lớn cũng có thể làm được, bé cũng được. Và chúng ta đừng quên là kéo yên, mở yên ra trước. Đấy, kéo yên lên. Yên cao bao nhiêu tùy độ cao của chúng ta. Đấy, độ cao bao nhiêu chúng ta sẽ sử dụng. Và chúng ta sẽ nhấc cái đầu nó lên chút. Đấy, khóa rất là đơn giản luôn. Chúng ta sẽ vặn nó lại. Đấy, thế này là xong rồi. Nói chung là thao tác khóa gấp rất là đơn giản, khá là nhanh. Đây một cái, là một cái option khác, cái kiểu phối tông khác. Cái hãng này nó có bao nhiêu phối, nó có ba cái tông màu chính cho đội bộ đề này, có nghĩa là theo chủ đạo là đen và bạc, đen và bạc. Đây nó màu sợ xi bóng ấy nhá, màu bạc xi bóng này nhìn rất là đẹp luôn. Các anh chị không thích xi bóng thì sắp tới nó sẽ có một phiên bản, Hà Nội Bay đang góp ý để hãng là làm thêm một phiên bản là nhôm CC màu nhôm, nhôm nguyên bản luôn, nhôm phay như kiểu như thế này này, như cái đi trục cái đi ốc này. Các anh chị thấy con xe nó đẹp không? Đây thì khi vùng vàng thì các anh chị khó không thích màu vàng thì chúng ta có thể quay trở lại với màu bạc, màu xi bóng này, nhìn rất là đẹp luôn, nhìn đẹp rất là chất, đẹp tuyệt vời. Đây toàn bộ là nhôm CC rất là chắc và đây, hệ 7 tầng lip này, 1 2 3 4 5 6 7 7 tầng lip là lip thả nha các anh chị nhá, không phải lip vặn mà nó không đảo đâu, lip thả đó. Cái này rất là hay đây. Nên là cái này thì nó sẽ là phối tông chủ đạo giữa đen và đỏ. Đấy, đây màu bạc. Thì sẽ có một bản nữa mình đang góp ý bên hãng là mình sẽ làm đặt một phiên bản nữa là các cái hệ này là màu nhôm phay của nó luôn. Nhôm phay kiểu như này, như là xi, mua nhôm xi nhá, chứ không phải xi bóng như này. Đó, đang có nhiều phiên bản, rất là nhiều phiên bản. Đấy, đây là cái màu mà mình đang lên, đang quay cho mọi người xem. Đấy, đang quay cho mọi người xem này. Đấy, màu xi bóng này, thương hiệu Brompton. Con này thì nếu mà anh chị nào đã từng chơi xe của hãng Brompton rồi, các cái dòng C-Line mới có xứng đáng, nó kiểu dáng nó mới giống, mới xứng đáng để so sánh con này. Mà C-Line nó đắt hơn này rất là nhiều, tất 6 mấy triệu. Mà con này có hơn 2x, hơn 20 triệu một tí xíu thôi. Đó, giá đấy thì khá là hợp lý, khá là dễ chịu để cho chúng ta chơi. Bây giờ các anh chị mua mấy cái thương hiệu khác nó cũng gần 20 triệu, nhưng
để so độ chi tiết, độ sắc sảo thì không có cửa để so với con này. Em nói thật luôn, em có thể cam kết với các anh chị một điều luôn là không thể kiếm được con nào đẹp hơn con này cả. Thiết kế rất là đẹp mà khá là nhẹ. Em sẽ cân cho mọi người xem. 10.98 nhá. Đó, trọng lượng rất là nhẹ luôn. Nó là dòng khung thép CRMO 4130 các anh chị. Nó sự con này nó được làm khung thép CRMO 4130 và trọng lượng của nó chỉ có 10 cân 98, chưa đến 11 cân. Phải nói là trọng lượng nó rất là nhẹ, rất là nhẹ luôn. Mẫu này là một trong những mẫu xe mà mình nghĩ là nếu anh chị nào mà thích kiểu dòng các cái họ nhà Brompton Star có thể tham khảo. Một con xe này phải nói là nó chất từ những cái chi tiết nhỏ, những bộ chuẩn chuyển động gắn ở trên khung sườn và chất đến tất cả cái bánh xe đồ đạc. Giá nó rất là hợp lý. Các anh chị nào đang có nhu cầu mà mua một dòng xe gấp 3 khúc này thì có thể tham khảo cái mẫu mà Room này. Mẫu này là mẫu mới ra thị trường nhưng thực sự là đồ nó ngon, nó biết học hỏi, cái gì tốt của thằng khác là nó đều cho hết vào của nó luôn. Cái đấy là một cái điểm cộng của thằng này. Đây vừa rồi là các cái mẫu chi tiết về cái con Room xe gấp 3 khúc này. Các anh chị thấy sao? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới. Nếu các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp Hà Nội Bay. Em xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video này. Xin cảm ơn ạ.